Thì hôm nay cũng nhân dịp rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu, thì bên Đức cũng được trở về để phục vụ quý bà con và để tưởng nhớ đến những các bậc tiền bối đã đi trước, và để tiếp tục chương trình văn nghệ buổi trưa hôm nay, bên Đức xin gửi đến ba câu vọng cổ của tác giả Phan Thanh Dân, bài hát được mang tên Nhớ Mẹ Hiền. Mẹ
con mình thiệt khổ, manh áo chẳng đặng lành có đâu vật là thôi. Giờ đây qua qua cầu cao, mẹ còn đâu nữa con nào sẽ đành. Chiều nay xin gửi gió mây, mấy lời mẹ dạy con đây dình lòng. Này con mặt đó qua hồng, nhìn trên áo trai tiên lòng. Cảm ơn bà con rất nhiều. Nhà tiếng Anh của Minh Đức về ca. Cảm ơn nhạc sĩ nghệ sĩ Minh Đức đã gửi chúng ta rất là bài hát rất là ý nghĩa trong ngày